Phẩm chất của người chồng tốt. Hôn nhân trước đây của tôi thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến phu quân cũ của mình mỗi khi thấy một hoàn cảnh nào đó. Không phải là tôi muốn trở về với anh ấy để làm gì cả nhé. Tôi chỉ nhớ phẩm chất của phu quân mình bởi vì anh ấy rất nhẹ nhàng, ân cần và là một người chồng rất tốt. Tôi không nghĩ là bất kỳ ai có thể tốt hơn phu quân cũ của tôi. Tôi thậm chí đã sáng tác một thi phẩm để gửi tặng anh sau khi tôi thành đạo. Tôi không nhớ chính xác nguyên văn bởi vì tôi không có bài thơ đó ở đây bây giờ. Đại khái ý của bài thơ là như sau, nhưng được viết có vần điệu hơn, giống như thơ tiếng Việt. Ngày đó chúng mình quen nhau. Em còn là thiếu nữ vô danh, nhưng anh trao em trọn tấm lòng. Em xa anh vì thế gian thống khổ, nhưng lại làm quặn thắt trái tim anh. Sau 30 năm, em vẫn nợ anh. Nợ anh yêu một lời xin lỗi. Với em, anh là bạn tâm đầu. Anh không chỉ là bạn đời quá khứ, nhưng còn là tri âm tri kỷ của đời em. Thời còn trẻ, em đầy lý tưởng. Em xa anh không phải vì không yêu. Em luôn yêu anh và yêu rất nhiều. Nhưng em thương thế gian lại càng nhiều hơn. Em không thể chuyển hồi thế giới, quay thời gian lại thuở mặn nồng. Nhưng anh ơi, em muốn đền đáp tình hồng. Nói đi anh, em xin làm tất cả. Tôi quá lý tưởng khi còn trẻ, thế nên tâm trí tôi nhất quyết về những gì tôi muốn làm, xuất gia, vào thời điểm đó, mà không nghĩ đến cảm xúc của phu quân mình. Thật ra tôi có nghĩ một chút vào lúc đó, nhưng bây giờ tôi mới hiểu được trọn vẹn rằng chắc hẳn phu quân tôi đã rất đau buồn vào lúc đó. Anh đau buồn nhiều hơn tôi tưởng tượng. Cả hai chúng tôi đều khóc lúc tôi đi xuất gia. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ và quên rất nhanh, và tôi có lý tưởng của riêng mình, cho nên tôi tiếp tục trên con đường tạo cuộc đời cho chính tôi. Tôi đã không nghĩ nhiều về tình cảm của phu quân tôi. Tôi chỉ nghĩ về cảm xúc của anh sau 30 năm. Và tôi có thể thật sự hiểu lúc ấy phu quân tôi đã cảm thấy thế nào. Cho nên tôi đã đến gặp phu quân mình để chân thành xin lỗi anh. Cho dù khi đó anh đã có vợ và hai cô con gái rất xinh đẹp. Không phải là nếu Minh Sư mắc sai lầm thì ngài không cần xin lỗi nhé. Tôi không ngại nói cho quý vị biết điều này. Tôi không có bài thơ đó ở đây, nếu có thì tôi có thể đọc cho quý vị nghe rồi. Có thể là tôi đã để bài thơ đó ở Tây Ban Nha. Nếu như có thể có được một cuộc hôn nhân yêu thương và hạnh phúc giống như tôi và phu quân cũ của tôi, thì quý vị hãy kết hôn nhé. Hôn nhân thật sự là chuyện cả đời. Kết hôn chỉ khi nào quý vị có thể tôn trọng và thương yêu nhau suốt đời. Kết hôn chỉ khi nào quý vị tìm được một người tốt như thế, nếu không thì quý vị sẽ gây đau khổ và lãng phí thời gian cho cả hai người. Tôi nghĩ bài thơ đó rất hay và được viết bằng cả tấm lòng tôi. Tôi viết thi phẩm đó khi thật sự hiểu phu quân mình cảm thấy thế nào lúc tôi rời khỏi anh để tầm sư học đạo. Tôi chưa hề biết các con của anh, nhưng anh bảo họ gọi tôi là mẹ kế rồi. Vợ của phu quân cũ của sư phụ có ở đó không và có biết các con của họ gọi ngài là mẹ kế không? Có chứ, vợ của anh biết tất cả về tôi, các con của họ đều gọi tôi là mẹ kế. Tôi hỏi anh không lo là vợ của anh có thể gây rắc rối cho anh sao? Anh trả lời không, cô ấy biết hết mọi chuyện về chúng mình, em là một phần của đời anh sẽ không giấu bất cứ điều gì. Con gái của anh rất hiếu kỳ và muốn biết mọi điều về tôi. Cả gia đình của phu quân cũ của tôi đều xem truyền hình Vô Thường Sư của chúng ta. Trích lời sư phụ cùng các nhân viên truyền hình Vô Thường Sư hội thảo trực tuyến vào ngày 4 tháng 5 năm 2019.